Đây, xin giới thiệu tiếp với các anh em và các sư kê đây. Đây là sám tía. Tên chính xác của chiến binh này là sám Thái Bình hay sám C1 Thái Bình. Đã từng ăn một kỳ C1 trận rất to tại Thái Bình. Và bây giờ thì đã được ở đây để chuyên giữ dòng và chăm sóc. Đồng thời chúng tôi sẽ phát triển đưa những cái bộ giống thế hệ con của này. Chân màu sừng ngà, hậu độ cựa chỉ biên, cái lông mã đây, dáng đây, tuyệt vời đẹp đúng không ạ? Đây là một trong những dòng gà phải nói là tuyệt vời, được rất nhiều dân sành gà săn cừ. Chúng tôi sẽ chuyên đúc giống, đây là một trong những dòng bố chúng tôi gọi là sám C1 Thái Bình. Đây, bị mù một mắt một bên. Tướng mạo rất đẹp đúng không ạ? Đó. Rồi, cảm ơn.